Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 quan sát trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết, người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 9 âm lịch được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, cho nên trong thời điểm này, tuổi Tuất sẽ được nâng đỡ, che chở rất nhiều. Công việc hanh thông, thuận lợi, làm gì cũng được suôn sẻ và may mắn. Con đường tài lộc trong tháng này luôn rộng mở với gia chủ. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để nắm được vận trình tài lộc của mình trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Tuất trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xét về đường công danh sự nghiệp của các quý gia chủ tuổi Tuất trong tháng 9 âm lịch, do gặp hung tinh chiếu mệnh nên công việc nhìn chung không được thuận lợi, suôn sẻ cho lắm. Dưới sự tác động của sao xấu, những tuổi Tuất phải thay đổi liên tục suy nghĩ, ý tưởng trong công việc thì mới mong có thể khởi sắc được đôi chút. Bên cạnh đó, tử vi khuyên rằng năm nay nói chung và tháng 9 âm lịch nói riêng, người tuổi Tuất không nên mạo hiểm đầu tư tiền bạc nhiều vì xét thấy có sự bất lợi, tranh chấp, kiện tụng. Riêng người kinh doanh, buôn bán có thể hợp tác với bạn bè nhưng tránh kết hợp cùng người thân. Đồng thời cần phân tách công việc cũng như lợi ích rõ ràng thì mới tránh được tranh chấp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi cho người tuổi Tuất năm 2022, tháng này tài lộc kém, công việc không thuận lợi dẫn đến nguồn thu nhập bị hạn chế, tiền bạc làm ra ít nhưng lại phải tiêu tốn nhiều, khó tiết kiệm, chi tiêu nhiều cho cuộc sống và công việc làm ăn. Tuy vậy, điểm sáng là trong khó khăn nhưng bản mệnh vẫn luôn tìm vào nhiều hướng phát triển khác nhau nên có nhiều nguồn thu nhập. Tuy chưa có nhiều nhưng cũng là tiền đề tốt cho sự phát triển sau này. Lưu ý, trong năm có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân trong nhà. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi Tuất tháng 9 âm lịch năm 2022 trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ trải qua nhiều vất vả, lo toan cho công việc, tiền bạc vì thế mà cứ khỏe giảm sút, dễ ngã bệnh. Dù là nam hay nữ mạng, tuổi Tuất cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các gia chủ tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Không có đào hoa tinh chiếu nên tháng này tình duyên của người tuổi Tuất rất ảm đạm. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bất hòa, cãi vã, trong nhà thiếu hòa khí, gia đạo bất ổn, xoay quanh những mối lo, cơm áo gạo tiền, ra đường cũng xung đột trong các mối quan hệ xã giao. Với người độc thân, tình cảm cũng không mấy khởi sắc, dù vẫn có cơ hội hẹn hò, tìm hiểu nhưng lại không duy trì được mối quan hệ lâu dài và khó thành đôi. Bản thân trong gia đình cũng thiếu hòa khí, có sự tranh chấp, cãi vã với anh em trong nhà. Tử vi của tuần tử Tuất trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, Sơn Đầu Hỏa. Xem tử vi tuổi Giáp Tuất tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Trong tháng, gia chủ có cơ hội đi xa, thậm chí xuất ngoại,
đi tới đâu cũng gặp được người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút, trí nhớ kém. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Người tuổi Nhâm Tuất sẽ trải qua một tháng nhiều vất vả trong công việc làm ăn, tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn là tư hay là làm chủ. Tuy vậy, vất vả nhưng đối phương, phương diện tài chính được củng cố khá vững, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hồn hạp làm ăn. Về sức khỏe, cần chú ý đến vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải, khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể trục trặc, là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tuổi Canh Tuất đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được người phối ngẫu quan tâm, hỏi han. Nhưng mà nhìn chung trong tháng này, việc làm ăn khá là thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp đương số củng cố tài chính, phần nào yên tâm khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, ngủ không sâu giấc, ăn uống không thấy ngon miệng. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Sức khỏe của gia chủ tuổi Mậu Tuất trong tháng 9 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều, cần đặc biệt quan tâm đến bệnh liên quan đến huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui vẻ, dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng này cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình, con cái, tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung thì hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tùy Thìn. Đối với những người tuổi Tuất trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 9 năm 2022, tức ngày 6 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trướng Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 9 năm 2022, tức 18 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Họa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tuất trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 9 năm 2022, tức ngày 5 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bát Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 9, tức ngày 17 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Tuất trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.